ủy ban nhân dân quận sơn trà cho biết ủy ban nhân dân quận đã làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng về hoạt động của khu công nghiệp đà nẵng và khu công nghiệp dịch vụ thủy sản thọ quang theo đó quận thống nhất cho các doanh nghiệp tại hai khu công nghiệp được hoạt động trở lại với điều kiện phải tuyệt đối không để người lao động thường trú tạm trú tại các khu vực đang cách ly y tế vào doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố sở y tế Đồng thời thực hiện nguyên tắc tổ chức sản xuất với phương án giảm 50% ca kíp sản xuất, bộ phận quản lý làm việc trực tiếp không quá 50% số người tại nhà máy. Trước khi hoạt động trở lại phải xét nghiệm toàn bộ người lao động có kết quả âm tính, thực hiện xét nghiệm 3 ngày một lần cho 100% người lao động có mặt tại nhà máy và gửi kết quả xét nghiệm về Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng để được tiếp tục hoạt động.